Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng. Tao năn nỉ mày đó. Mày từ bỏ ý định điên rồ đó đi. Cái gì cũng có giá của nó. Nếu như ông trời có mắt thì người ngồi sau song sắt này phải là hắn. Hắn nhất định phải trả giá. Trên đời này có món nào mà chị không thể mua được hay không? 3 tỷ 6 tỷ 6 tỷ đồng. Liên tạm mà là thứ hai á, là không ai chủ nhật nữa. Anh biết thứ gì trên đời mà mình không thể mua bằng tiền không? Hả? Đó là sự nghiệp đó. Trời. Có quý vị nào ở đây ra giá không? 21 tỷ Con rắn đập đây. Chắc chắn định cắn em. Dạ đây là Diana, là bạn của con. Đúng ạ. Ở đất Sài Gòn này có bao nhiêu nhà hàng? Tại sao nhất định phải là cái em thích? Ca sĩ mà em muốn, đặt hoa em cần. Nó tính phá hoại sự nghiệp của em rồi đó. Mày mà đụng đến tao, tao không cho mày con đường sống đâu. Không định mà đòi sống sánh với đại dương hả? Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ. Thì anh hãy gọi con trà xanh đến đây và nói rõ xem tôi là gì của anh. Chị không thấy anh ấy đã bỏ cả bữa tiệc với chị. Chị đã đến với tôi thôi sao? Còn gì mà giải thích nữa? Thôi đi! Photoshop cực đỉnh luôn đó. Xin khách sạn, xin khách sạn, có người nói xin liên quan đến đường dây bán dâm này. Ai là vậy như vậy? Có những người nghèo đến nỗi thứ họ có duy nhất chỉ là tiền mà thôi.